ngày xưa ấy, thì chúng tôi ở đây ấy, thì nước nó trong veo ấy, coi như còn trẻ con là còn bơi tắm ở đây mà rau mọc lên có như là ngon này, còn đến bây giờ nó quá thối, mùi nó lặng mùi lắm. Cho nên là tôi vì đời sống nên ngồi đây để kiếm lấy một đồng hai đồng mà tiêu xài thêm. Tôi sống năm nay là đến là 67 năm ở cái đất, này. Vì vậy là nói chung nó ảnh hưởng nhiều. Ngày xưa nó sạch, mới mất độ mới vào khoảng độ khoảng chục năm nay, nó cái môi trường nó xấu, nó bẩn. Nó thải ra các cái ngòi sông gọi là nó ô nhiễm quá, kể cả ở thẳng đây mà chạy xuống thẳng cái khu mà xã Tả Thanh Oai bốc mùi lên là trẻ con nó bị hô hấp là ốm hết. Cầu nhà nước bây giờ cứ gọi là khai thác các cái sông nước nôi cho nó sạch sẽ cho đỡ ô nhiễm môi trường, không có bây giờ bệnh tật bị ung thư. Hàng ngày khi mẹ em đi làm ấy, đi qua những con đường ở bên kia em đi rất là nhiều. Nhiều lúc dừng lại cái lòng sông mà nó cảm giác cái mùi nó bốc lên ấy, mà trời nóng như thế này nó rất khó chịu. Nếu mà thành phố cải tạo thì cái đấy là quá tốt, bởi vì cái này là cái điều mà người dân đã mong chờ rất là lâu. Không chỉ những người sống tại đây mà ngoài ra thì cái sông này nó là một cái dòng sông có yếu tố biểu tượng và lịch sử. Vậy nên là nếu mà làm cho nó đẹp hơn thì chắc chắn là nó sẽ làm đẹp cho cảnh quan thành phố rất là nhiều. Thành phố đầu tư kinh phí để mà khoan ngầm, đặt cống ngầm hai bên để thu gom nước vào thì chắc chắn là nước thải sẽ sạch sẽ. Thành phố làm sao nhanh, gọn để cho dân đi tập thể dục mà nước về chung quanh nó sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường cho bà con vui chơi, tập thể dục thể thao. Nói chung là nhân dân thì hưởng ứng mà rất mong sông nó sạch, mà cũng mong cho sông nó sạch sẽ, mà bây giờ để dân tình đi bộ đỡ mùi hôi thối. Thì nhà nước với mà làm thì dân quá cảm ơn.